Làm gì mà căng não, thì mời đi sinh nhật là thích lắm luôn. Mày, mày hai. Là sao ba? Mày hai là chiều cao của tôi đó, tôi bị lùn, Dung mới chê tôi lùn, kêu tôi phải đi tìm đôi giày tăng chiều cao. Dung mi chê ông lùn. Ờ. Ông yên tâm đi, tôi có thằng anh họ chuyên mang giày độ, chắc chắn tôi sẽ giúp ông. Trời, hay là bây giờ ông gọi liền, ông mượn giùm tôi đi. Ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông. Chuyện gì vậy? Tôi mệt quá ông ơi. Làm gì mà mệt? Dung My vừa rủ tôi đi sinh nhật chung với bạn á. Ồ, trúng số, trúng số. Không phải đâu, ông không có hiểu. Tôi vừa vui mà tôi vừa bị căng não nè. Làm gì mà căng não, thì mời đi sinh nhật là thích lắm luôn. Mày, mày hai. Là sao ba? Mày hai là chiều cao của tôi đó, tôi bị lùn, Dung My chê tôi lùn, kêu tôi phải đi tìm đôi giày tăng chiều cao. Dung My chê ông lùn. Ờ. Ông yên tâm đi, tôi có thằng anh họ chuyên mang giày độ, chắc chắn tôi sẽ giúp ông. Trời, hay là bây giờ ông gọi liền, ông mượn giùm tôi đi. Ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông. Tôi sợ quá. Bà nội đâu rồi? Dạ, nội trên lầu hả ba? Ông ơi. Hả? Ông gọi liền giúp tôi đi, mượn liền đi. Rồi, 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 tôi gọi liền. Cảm ơn ông nha. Ê, ê, máy tôi hết tiền rồi, cho mượn máy đi. Con khờ lắm, con điên lắm á. Nghĩ sao vậy? Rồi giờ con Hoàng Anh nó thấy rồi sao? Hả? Hết chuyện làm rồi sao? Lúc mà vừa thấy vợ con là con núp sau lưng y tá Dung rồi. Cái nhà này một lần xào xáo cũng vì con á. Lần đó con Hoàng Anh nó bỏ nhà nó đi, không tởn sao? Sao lâu quá vậy ông? Chừng nào mới tới? Từ đi, lát anh tôi tới giờ mà. Ê, anh Hải. Em. Chào anh Hải. Về đi em. Em thử đi. Dạ, dạ. Chắc là vừa em. Dạ. Ồ, đẹp quá ta. Em nhìn em cũng thấy vừa anh. Em thử nha. Thử đi, thử đi. Ừ, em thử đi. Vừa không, vừa không, vừa không. Ủa, như chân anh cũng bằng size em á. Ồ. Vô vừa khít luôn nè. Đẹp, 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 đẹp á, đẹp á. Anh hay độn dài lắm hả? Sao anh có mấy đôi dài này vậy? Ừ, anh cũng lùn mà em. Trời ơi, cao quá ông ơi. Ông đứng trên ghế người ta sao ông cao? Đi xuống. Ông này. Ồ, sao, sao, sao? Tôi vẫn thấy cao ông ơi, hay quá hả? Được không? Mấy cái đôi dài này xịn quá anh ơi. Mà sao, hình như nó hơi, hơi cao quá đó anh. Bao nhiêu phân vậy? 15 phân lần em. Gì mà như đôi guốc vậy? Lấy mẹ người bị chẹo chân sao? Muốn cao chịu khó đi, làm bèm gì nữa. Mang nhớ trả lại anh nghe. Anh yên tâm đi. Cảm ơn anh nhiều nha. Ừ, không có gì. Sao giờ này chưa thấy nữa vậy? Không biết là có biết tới không nữa. Anh Mẫn, gọi điện thoại đi. Lâu quá à. Chào các bạn. Bạn trai cao 1m8. Đẹp trai. Dễ thương của bạn đó hả Dung My? Không những đẹp trai mà người ta còn ga lăng. Tặng cho nguyên bộ đồ đẹp này nè. Chứ đâu như mấy người. Thôi mệt quá đi, đi ăn nha. Tới nhà hàng của ba mình ăn ha. Ờ, đi đi. Ủa, anh Mẫn đâu? Ủa, anh đâu rồi? 18 đây hả? Hả? À, ở đâu ra sẵn vậy? Muốn kiểm chứng thì lúc nào cũng có. Ờ, ê, cái gì kìa? Có gì đâu. Ờ, tôi cũng đâu có thấy gì đâu. Ơi, 1m8 kìa. Đúng rồi, cao hơn 1m8 phải không? Nhón chi mệt không? Nhón rồi nào. À, thì tại trời nắng nên nó teo lại mà. Vậy hả? Người hay là quần áo giặt phơi mà nó teo lại vậy Dung My? Thôi, mấy bạn thôi đi. Ở nhà tôi đo là 1m8 rõ ràng mà. Nhiều khi tại tới đây trời nắng quá tôi bị khô lại á. Nhiều khi cái cây này đâu mới đúng mà. Ờ, có khi cây sai thiệt á. Đúng rồi đó, bà này bà phải nè. Thôi đi, bây giờ đi tới nhà hàng của ba mình ăn đi nha. Ờ, đi đi. Ok, đi. Cất cái cây đó đi nha, mày cất cái cây đó đi nha. Coi phim hay không anh hai? Chuyện gì mày? Tình nhân là mãi mãi gì đó. Phim như thằng khùng người tao coi đâu mà mày điên hả? Nói gì vậy? Ê, còn thấy anh ăn bắp đồ nữa mà. Trời, mày nói cái kiểu cái thằng điên này.
gì? Trời ơi, thằng Phúc này nó bị khùng hay sao á mẹ? Tự nhiên nó nói con đi coi phim gì kìa, thằng khùng này. Ừ, chắc con nhìn lộn ai rồi. Sao nhìn lộn được mẹ? Anh Hải của con mà, cổ đĩa coi. Cô gì? Đâu? Mày lộn. Nè, mẹ ăn quýt đi. Dạ. Trời ơi, cái... ăn quýt mà chọi tao hả mày? Con có chọi đâu ba, con đang ăn mà. Mày chọi chứ mày. Có đâu ba. Tôi lỡ tay. Mẹ con chọi. Mẹ chọi đó ba. Bà làm cái gì vậy? Chú Phúc. Dạ. Chú nói hai vé coi phim nào. Nè. Dạ. Xuống chú bé phụ dạ, mẹ. Mẹ dạ. Phụ mẹ này chứ mày nhờ chú. Mẹ. Em thấy đi coi rõ ràng mà. Anh đi coi im này. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Đi coi rõ ràng. Quýt nữa. Mày lại chọi tao đường hả mày? Con chọi đâu ba? Ủa không biết mình mày ở đây là mày chọi cho ông kìa. Ông đi coi nó thấy nó rõ ràng đi coi mà. Tự nhiên chửi đánh ra. Đi coi vậy. Trời ơi, nó loạn hết rồi. Ngủ không yên. Vô, tới rồi các bạn ơi. Đây là nhà hàng của ba má mình đầu tư đó. Hôm nay là sinh nhật của mình nên là các bạn ăn ké thoải mái nha. Yeah, đi ăn ké thôi. Bây giờ các bạn vào nhà hàng mình ăn uống nha. Vào thôi. Ý, mà khoan. Nhà hàng ba má mình á theo phong cách Nhật nên là yêu cầu các bạn cởi dép ở ngoài và vào trong ăn nha. Đi thôi. Đợi tôi tí nha. Ông đừng có cởi giày ra. Tại sao? Ông mà cởi giày ra tụi nó thấy giày độn cao gót của ông thì sao? Nhưng mà cái gì? Thằng Mẫn nó đang cầm cái cây đo chiều cao của ông kìa. Trời đất ơi. Vậy bây giờ phải làm sao? Cái nhà hàng này là nhà hàng Nhật, phải cởi giày ra mới vô ăn được. À, tôi có một ý này. Mà sao Yumi với mình lâu vậy ta? Hả? Ủa, sao các bạn chưa ăn nữa hả? Ủa, mình đâu, Yumi? Mình không ăn được đồ ăn Nhật. Bạn ấy mà thấy mùi đồ ăn là muốn ói liền à. Bạn ấy chỉ thích ăn đồ ăn Pháp thôi. Trời ơi, bạn trai Yumi vừa dễ thương mà còn phong cách nữa. Kỳ vậy ta, bình thường nhà mẹ làm sushi nó ăn phà, còn móng tay có giờ ăn đâu. Ủa vậy là sao? Thôi được rồi, để tôi đi ra. Bạn ấy không muốn ai làm phiền hết á. Thôi mình đi ăn đi. Dạ thưa cô chủ, phòng đã được set up xong, mời cô chủ và các bạn vào. Ok, bây giờ đã có phòng, chúng ta vào ăn ké thôi nha. Go. Ké ăn ké hoài. Ủa gì vậy? Trời, thịt mới mày nói con làm cái gì?